Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 141. 5 phút tới đây chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2018-2019, Bộ Công an đã yêu cầu công an các đơn vị địa phương mở tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mục tiêu cao nhất được đặt ra trong đợt cao điểm lần này là đảm bảo nhu cầu đi lại vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân được thông suốt, an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vụ liên quan đến phương tiện chở khách, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông bắt đầu từ nay cho đến hết ngày 21 tháng 9. Khoảng 14 giờ 45 phút chiều nay, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội, tổ công tác Y15141 Công an thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong người đối tượng có mang 3 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Qua đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tuấn khai nhận số ma túy đá này được đối tượng mua về để sử dụng. Trên đường đi thì bị tổ công tác phát hiện và bắt giữ. Sau đó, tổ công tác Y15141 đã tiến hành lập biên bản niêm phong tăng vật và bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cũng ngay trong chiều nay, qua quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác Y15141 tiếp tục phát hiện đối tượng Đào Văn Thắng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đang tàng trữ trong người một gói nhỏ kích thước 0,5cm x 0,5cm, được gói cẩn thận trong giấy bạc. Đấu tranh khai thác tại chỗ, Thắng khai nhận tinh thể màu trắng được gói trong giấy bạc là heroin. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Y15141 đã phát hiện hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Hiện cả hai vụ việc đã được bàn giao cho công an phường sở tại điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, mua bán nội tạng người tuy là hành vi vi phạm pháp luật, thế nhưng nạn mua bán trái phép này vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng mua bán nội tạng hiện sử dụng thủ đoạn ngày một tinh vi hơn dưới nhiều hình thức khác nhau để hòng qua mặt cơ quan chức năng. Sau quá trình lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán thận tại một bệnh viện quốc tế tại Hà Nội. Đây là 4 đối tượng trong đường dây môi giới lừa đảo mua bán nội tạng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Trong đó, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng, Trương Minh Ngọc là đối tượng cầm đầu đường dây này. Trong cái thời gian vừa qua, qua cái công tác điều tra cơ bản và nắm tình hình trên địa bàn thành phố Hà Nội tại các bệnh viện, thì phát hiện một cái đường dây và cái ổ nhóm do cái đối tượng Trương Minh Ngọc sinh năm 1986 có cái việc thông qua môi giới mua bán thận để lừa đảo. Thế thì quá trình phát hiện thì cũng có phòng PC45 công an thành phố Hà Nội đã báo cáo ban giám đốc để cho xác lập cái chuyên án để triệt phá cái ổ nhóm lừa đảo này. Thông qua mạng xã hội, anh Dương Văn Thành, 29 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang, biết Trương Minh Ngọc hoạt động môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà Nội nên đã nhờ Ngọc tìm giúp người bán thận để mua. Anh Thành tin tưởng và 3 lần đưa tiền theo yêu cầu cho nhóm của Ngọc, tổng cộng gần 300 triệu đồng mà không hề biết rằng mình đang bị rơi vào bẫy của đường dây lừa đảo mua bán nội tạng. Cũng trao đổi các công việc thì mới xong anh tìm người cho. Rồi xong anh bảo đưa trước tiền. Đầu tiên là đưa 150 triệu. Sau thì đưa 50 triệu và lần cuối là đưa nốt 90 triệu. Thì xong anh cũng chỉ cho đi xét nghiệm mấy cái để ấy thôi. Thì em cũng có nghi ngờ. Thì xong em mới đến bệnh viện hỏi. Thì được biết là giấy tạm ứng tiền viện là giấy giả. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã đưa số điện thoại lên mạng xã hội, chào mời người có nhu cầu liên hệ. Khi nhận được tiền, các đối tượng vờ dẫn bệnh nhân đến một bệnh viện quốc tế tại Hà Nội khám, rồi bố trí người đóng giả y tá của bệnh viện để nói chuyện với nạn nhân nhằm lấy niềm tin. Đối với hành vi của các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này thì gây hậu quả rất lớn cho xã hội, đặc biệt là đối với các bị hại là những người mà đang mắc bệnh hiểm nghèo, có nhu cầu muốn kiếm niềm tin vào các đối tượng để có cái niềm hy vọng sống, thì các bị hại đã phải vay mượn bán tài sản trong gia đình để mà đưa cho các đối tượng. Từ đó thì cái việc hệ lụy là gây ra rất là lớn
dẫn đến những cái trường hợp bị hại không được ghép thành công mà lại phải vay mượn nợ nần kinh tế khó khăn. Ngoài vụ lừa đảo bán thận cho anh Thành, các đối tượng còn môi giới mua bán thận cho khoảng 40 người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Có gì nói thế. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.